là ngoài những chiếc máy xay sinh tố có cối xay bằng thủy tinh thì những chiếc máy xay sinh tố có cối xay bằng nhựa cũng là lựa chọn ưu tiên của nhiều người, bởi ưu điểm của nó là nhẹ nè, bền, khó vỡ và dễ vệ sinh. Trong quá trình sử dụng thì việc di chuyển hay thao tác cũng dễ dàng, sẽ rất là thuận tiện khi mà mình cần phải đem theo ra ngoài. Trong video này thì Nam sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy xay sinh tố như thế đến từ nhà Panasonic với mã sản phẩm là MXEX1511WRA. Mời các bạn cùng theo dõi để xem thử sản phẩm này có phù hợp với nhu cầu của gia đình hay không nhé. Cũng như nhiều nhà sản xuất khác thì hãng Panasonic đóng gói máy này rất là cẩn thận và kỹ lưỡng các bạn ạ. Khi mà khui thùng lấy các phụ kiện ra thì Nam có cảm giác rất là yên tâm về chất lượng. Thêm vào đó thì thiết kế của máy cũng tinh tế nữa. Máy có thiết kế gọn, được phối màu hai hoa trên tông trắng chủ đạo, mang lại nét sang trọng phù hợp với mọi không gian. Bộ sản phẩm này thì có một thân máy, một cối xay sinh tố dung tích 1,5 lít và một cối xay hạt 50g. Cả hai cối xay này thì đều được làm từ nhựa cao cấp có độ bền cao, khó bị nứt hay là vỡ trong quá trình sử dụng. Chẳng may mà các bạn có làm rơi cối xay á thì yên tâm là nó cũng không có bị vỡ đâu. Thêm nữa, cối bằng nhựa thì rất là nhẹ nên việc thao tác hay di chuyển trong quá trình sử dụng cũng rất dễ dàng. Cối xay lớn này thì có dung tích là 2 lít, nhưng mà dung tích thực dùng là 1,5 lít, trừ 2 như vậy là để khi xay thì thực phẩm nó không bị đầy quá, không bị văng ra ngoài. Trên thành cối thì có vạch đo dung tích ở các mức từ 500ml đến 1,5 lít, rất tiện để bạn đong đếm. Còn cối xay nhỏ 50g này thì bạn có thể dùng để xay khô hay là xay hạt. Trên cối xay có nắp bằng nhựa, có miệng nắp và cái than ở đây thì để giữ cố định nắp với cối chắc chắn hơn. Đây là điểm khác nho nhỏ của chiếc nắp này so với nắp của những chiếc máy xay khác. Dù là nhỏ thôi nhưng theo Nam thấy thì nó không chỉ giữ cho nắp được chắc hơn, mà khi mà cần mở nắp ra để thêm thực phẩm vào thì mình có thể để nắp ở đây như thế này, sẽ rất là tiện và sạch sẽ. Còn đây là nắp trong của máy, khi cần thì bạn có thể mở nắp này ra dễ dàng và cho thêm nước, sữa hoặc là dụng cụ khuấy qua lỗ hở này. Lưỡi dao của máy xay sinh tố đa năng này thì được làm từ chất liệu thép không rỉ, sắc bén và có độ bền cao. Đây là lưỡi dao của cối xay lớn có 4 cánh, còn đây là lưỡi dao của cối xay nhỏ có 2 cánh. Cả hai lưỡi dao sắc bén này thì sẽ giúp cho bạn cắt xay thực phẩm một cách nhanh và an toàn hơn. Trên thân máy thì sẽ có mạch nối khớp dưới, chốt khóa an toàn, hộp đựng động cơ và núm xay điều khiển với nút tốc độ cao, nút tốc độ thấp, nút tắt và nút nhồi. Giờ thì Nam sẽ cắm điện để chuẩn bị xay nha. Dây điện này thì dính liền với máy và có chiều dài khoảng 1m thôi. À, trước khi mà xay thì Nam sẽ chia sẻ một số thông tin mà Panasonic đã lưu ý để mình có thể sử dụng máy an toàn và bền hơn nhé. Đầu tiên là cối xay lớn nè. Hãng khuyến cáo là chỉ nên dùng để pha trộn chất lỏng, ví dụ như là nước ép trái cây, rau củ, sinh tố, súp, nước sốt. Nghiền nguyên liệu đã nấu chín, ví dụ như là làm thức ăn cho trẻ em nè. Cấm sử dụng những nguyên liệu như sau: thịt, cá, đá viên. Nguyên liệu cứng như là hạt đậu nành khô, củ nghệ, thực phẩm đông lạnh. Nguyên liệu dính như là bơ, đậu phộng nè. Nguyên liệu có hàm lượng nước thấp, ví dụ như khoai tây luộc. Với cối xay lớn này thì tốt nhất thì mình nên xắt nhỏ thức ăn cỡ 1-2cm, sau đó thì trộn với chất lỏng và tối đa thì mình chỉ xay đến mức 1,5 lít thôi nha. Còn với cối xay khô thì chỉ nên dùng để xay nguyên liệu khô như là tiêu nè, ớt khô, hạt cà phê, hạt mè, gạo vân vân, và tối đa là 50g hoặc là ít hơn. Và nhớ lưu ý là mình sẽ không cho bất kỳ chất lỏng hay là nguyên liệu ướp nào vào bên trong cối xay khô này nha. Tuân theo khuyến cáo của hãng thì ngày hôm nay Nam cũng chỉ chuẩn bị thực phẩm là dưa hấu và tiêu để xay thôi. Với cối lớn thì Nam sẽ xay dưa hấu, Nam cũng cho thêm ít sữa nữa cho dễ xay. Lúc lắp cối lên thân máy thì các bạn chỉ cần chú ý chốt khóa an toàn, đặt cối vào rồi xoay cho khớp là được. Máy này thì thao tác cũng đơn giản dễ dàng. Bạn chỉ cần vặn nhẹ núm xoay đến tốc độ xoay mong muốn là máy bắt đầu xoay rồi đó. Máy có công suất là 450W nên xoay cũng khá nhanh. Các bạn thấy không? Chưa đầy 1 phút là dưa hấu đã được xoay nhuyễn thành sinh tố dưa hấu luôn rồi nè. Mình vặn núm xoay về vị trí không này để tắt, Nam đổ ra luôn nha. Và đây là ly sinh tố dưa hấu thơm ngon bổ dưỡng. Đây, tiếp theo thì Nam sẽ dùng cối nhỏ này để xay tiêu nha. Nam sẽ lộn ngược cối xay lại, cho tiêu vào rồi mới gắn để cối xay vào. Xoay để cối cho tới khi nghe thấy tiếng cắt là được rồi đó. Đặt cối lên máy và bắt đầu xay thôi. Xong rồi nè, và đây là thành phẩm của chúng ta. 20g tiêu xay nhuyễn trong thời gian chưa đầy 1 phút. Nãy giờ thì Nam đã xay dưa hấu rồi xay tiêu nè. Các bạn có thể thấy là máy hoạt động ổn định, không có bị rung lắc nhiều. Lý do là bởi vì máy được trang bị chân đế chống trượt, giúp máy hoạt động chắc chắn. Và ngoài ra thì máy chỉ hoạt động khi mà mình gắn đúng khớp cối với thân máy thôi. Và nó còn tự động ngắt điện khi mà quá tải, giúp mình an toàn hơn và bảo vệ độ bền cho máy nữa. Nên là các bạn có thể yên tâm sử dụng nha. Xay xong thì đến đoạn vệ sinh cũng rất dễ dàng. Cả hai cối đều có thể tháo rời cối và lưỡi dao ra đơn giản.
nên là bạn cứ đem rửa dưới vào nước là sạch ngay thôi. Hoặc trong trường hợp cổ bị dính thực phẩm nhiều thì bạn cũng có thể cho thêm nước vào, dùng đút nhồi để làm sạch bớt, sau đó thì tháo lưỡi dao và cối ra đi rửa như thông thường. Tóm lại, theo đánh giá của Nam thì chiếc máy xay sinh tố này có cối xay bằng nhựa nên khi mà dùng lâu rồi á, có thể là nó sẽ bị xuống màu, mờ dần và không trong suốt như lúc ban đầu nữa. Và khi mà xay những loại thực phẩm có màu thì có thể là nó sẽ dễ bị bám dính vào cối. Nhưng mà bù lại thì chiếc máy này nhẹ, dễ dàng thao tác khi sử dụng. Ngoài ra thì máy còn có hai cối xay tiện ích và hãng Panasonic thì cũng rất đáng tin cậy. Hy vọng là qua phần chia sẻ của Nam ngày hôm nay thì các bạn đã có thêm thông tin để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.